Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời, cũng như anh em mới vô kênh. Chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Hôm nay thì Khai sẽ sau khi ép lên được hai món kiếm môn phái thì Khai đang dự định đổi về con Long Đao, một phái Khai đam mê. Đó. Hôm trước anh em thích đường môn thì Khai đổi đường môn cho anh em xem, cho anh em trải nghiệm cái nỏ cũng như là đặt mốc 158 ngôi và đặt mốc 200 số 1 trong tổng kim, gọi là max pin của đường môn, không có gì gọi là min nha anh em. Khẳng định em luôn là ở server này tam nhãn 3 cấp kèm với càng khôn kỹ năng 2 cấp chống phá lên 35 thì gọi là đặng mốc max nhất của đường môn nha. Đó. Rồi, nhiều anh em cứ bảo là min sao tốc 27 min, nhưng mà thiệt tình là 27 20 25 nó cũng tương đương như nhau nè. Mang vào thì 178 thì nó chỉ cũng vẫn đạt là 158 thôi. Rồi vào tổng kim thì cắn lên là 200 số 1 thôi. Không có gì hơn cả. Rồi. Gật vô. Rồi, đổi con lô nè mà. Con lô đao nè, cái đao này không đủ nè mà. Đao này không đủ được. Đao này thì hơi xịn, không đủ được. Muốn đủ móc 126 của con lô. À, cái đao này thì 126 bình thường chứ. Nhầm. 158 thì không được. 158 thì không được nha. Còn 126 thì vô tư mà. Cái đao này 126 vô tư nè. Khó khó là 158 á. 158 thì ít nhất phải cái đao 363. 363 thì mới được 158 nha. 363 thì mới đạt được. Rồi. Quá đi đẹp luôn. Cái mặt tạm dùng ra tính sâu này. Cái gì đó? 210 sức mạnh luôn. À. Đằng nào phải đánh đáo. Dây này, bao tay này. Đó, tôi tính rồi. Đã tính rồi, hiện tại bây giờ thì nếu như thứ này á cùng long đao thì chắc chắn đạt rồi nè. Đây, chỉ cho anh em xem. Trong phái mát nè. Long đao thì tầm này mang cái đao 20 thì cũng đạt 126 mà. Đao này thì hơi xịt thôi, không đạt được 158 thôi. Thiếu 158 thì thiếu 12 tốc nữa. Đó. Thiếu 12 tốc nữa. Tốc độ đánh nè. Nói chung là khó nè. Cái đao phải 363 thì mới đạt được 158. 363 nha nè. Anh em lưu ý là phải 363 thì cái đao đó mới đạt được. Mà không sao, mình cầm đao này mình vẫn có thể đạt móc tông kim. Mình đánh 201 được rồi đó. Không đến lượt 261 mà lượt 201 được rồi. Full đao. Cả chuyện con long đao, full đao, full đam. Chọn long đao này đam hơi bị khỏe luôn, chém xe hơi bị sướng luôn, nhớ cưới âm thanh đao vác hai cấp. Chuyển phái cho free một lần anh ơi, free một lần tay tí gì nữa. Đao tầng 2. Rồi. Mất tóc chạy thôi. Đó, mát nè. Mát nè. Số 4 là còn lâu đâu nhiêu. Số 6, số 8. Số 8 cũng vậy thôi. Đợt kiểu này thì mình tăng vừa số 2 là đẹp nè. Vừa số 2 là đẹp. Coi ok, cứ đỡ trải nghiệm tí rồi tính sau. Rồi, Khải đi coi thử đồ đủ 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 hiệu ứng chưa nè. Tại bây giờ kiểu này á thì làm chậm dư. Làm chậm dư rồi. Làm chậm như phòng thủ dư. Khải sẽ đi mua một cái nón hoặc một cái áo hoặc một đai lưng kháng hỏa chón đã bù vào lượng này nè. Tại vì chưa có đai xương tinh, chắc hãy mua cái đai thôi. Chắc hãy đi mua cái đai chón kháng hỏa thôi. Sau này có đai xương tinh thì bù vào là xong. Đó. Đai chón kháng hỏa là hợp lý. Mua đai lưng đai chón kháng hỏa là hợp lý nè mà. Khải đi dạo xem. Rồi, qua mượn cái đai của anh làm con lương rồi lên đảo này mày. Hết thật hết. Hết cái thật lực. Khó chịu vãi, hết cái mana khó chịu vãi chướng. Định mua cái một tuần mà. Đó.
Nó hết sâu công việc đổi quá. Rồi, ok, lên đảo luôn. Rồi, ok, ok. Đó, đúng hiệu ứng. Rồi, lên đảo anh em ơi. Đó, này lên đảo là đủ hiệu ứng cho anh em xem luôn. Không có đồ này dư, thử bán lại là gì đó là không sao. Bao tay bộ ép gần, gần đêm kim này, mắt ổn. Là lưng bữa bộ ép. Rồi, lên đảo anh em ơi. Lên đảo chuyển tăng chuyên con lôn luôn anh em ơi. Đã khả năng đảo ngay. Chậm, khá là đẹp, khá là đẹp. Lên đảo này. Đó, này nó là tăng nhân chúng lại nha nam. Con chó này nọ là hợp lý luôn. Này có tính sơ qua thì cái skin tốc chạy của con lôn tăng sau khoảng lên 62 tốc là ok nè. Tăng sau khoảng lên 62 tốc là ok. Nó sẽ bù qua cái đôi giày một tốc là mát tốc luôn. Hợp lý chưa? Bỏ cái này ra đây. Cái này mình lâu lâu mình mới sở hữu thôi, nên là bỏ cái này ra giờ công điểm. Đó. Bỏ cái này ra giờ công điểm. Này không có kim, thằng em nó cần thì mua giùm Adder chứ không có kim đâu nè. Saku đưa trở về sang tân, trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ, như ngày xưa nơi đây nguyện là kết duyên. Rồi. Đầu tiên tên mới hết mất cái này cái tóc chạy trước nè. Hiện tại tốc chạy như Khải nói thì lên 62 thì nó sẽ dí đẹp. Đó, ok chưa? Nếu tháo này ra. Tháo này ra làm ra thiếu tốc. Tháo này ra thì nó không tốc nhưng mà phi phong này hơi thiếu nhờ. Đâu có nói sở hữu phi phong này nhiều cũng khó. Có những mắt cái tăng cho nó tròn 18-20. Rồi, cố gắng thêm phi phong và lên một tốc là đạt. Đó, 62. Rồi, ok các bạn. Cái này cũng vậy, cái này lên vừa chọn 20. Rồi, không tăng quá nhiều dư điểm anh em ơi. Đó, dư điểm tăng hướng khác. Tại vì có tăng có mắt cỡ nào thì nó cũng 20, có mắt cỡ nào thì cũng khác khoảng 30 thôi. Đó. Rồi. Tốc chống phái. Này tăng chuẩn luôn nè. Chống phái. 35 chống phái. Đào nè. Đào nè. Đó anh em thấy trải nghiệm ok không? 3 món hồn kim một phái, cỡ này đánh hồn kim mà ok luôn nè. Ok luôn nè. Tiếp tục. Đào nhất khí tâm thần. Kinh tăng chí mạng, sự kinh tay sát thương chí mạng của hồn đào. Trời, được 2 cấp chí mạng nữa. Quá đẹp. 2 cấp nè, từ bao tay nè. Nhất khí tâm thần nè. Đó. Cùng phong sâu điện là tầng 2, có 1 cấp, hơi nhỏ. Rồi. Đó quả là skin tiếp theo, là skin kháng. Tầng kháng thì nó mát kháng luôn, nó còn hiệu ứng kháng mát lên bao nhiêu. 23. Rồi, có tầng mát đây, tầng sau. Rồi, nếu mà đồ nói là 75. Đồ khả nói nha, 75. 75 cộng 1, 75 cộng 2, 75 cộng 1, ok, test lại nha. 75 cộng 1, 75 cộng 2, 75 cộng 1. Cho nó vừa cái kháng thôi nè, không cần quá nhiều. Tại vì cái kháng này không có bút được cho C. Cái kháng này không bút được cho C. Nên là tăng vừa cái kháng là hợp lý rồi. Lên 75 cộng 1, 75 cộng 2 là ngừng rồi được. Rồi, ok. 16 điểm, bên ông quân 2. Khi nào có sân hạ sau tính sau. Này tăng vừa 62. Bây giờ dư điểm mình tăng vào solo nè. 58.
Xong 2. Xong 2, kèm với vòng, ok. Rồi, xong. Tại vì mình muốn trích lại một ít điểm đỡ cái gì solo nè. Mình tăng vào solo, hiệu ứng solo mình đánh cho vui. Solo với ai mình tăng đánh cho vui. Vì tầm này điểm khá là nhiều. Nhưng mà mình phải hiệu ứng sao cho nó hợp lý. Anh em đôi giày mát đỏ, mát đỏ anh em ơi, 59 bù với cái này 62 nữa thì đặt móc con lô nha nè. Đó, móc con lô. Giờ khả năng mang vi phong đó, lên số 4. Còn thiếu một móc vi phong đây thì nó đặt móc. Vừa đặt móc luôn, quá đẹp. Rồi, dù 94 điểm, 94 điểm thì có thể tăng vào solo nè. 94 điểm thử tăng vào solo nè. Khởi khởi tâm phù nè. Rồi, mô tung ngọc ánh nè. Đó, này đòi solo nha. Rồi, phần đòn, chống phần đòn nè. Có thể đánh thiếu lâm nè. Rồi, tốc độ đánh nội công, âm tốc độ đánh, âm tốc độ di chuyển. Rồi, xong. Xong. Âm tốc độ đánh nè. Trời. Này, ai chưa nói, full bùa. Ấy, trời, thiếu hiện thiên nhu cực rồi. Lại, thiếu hiện thiên nhu cực. 19, 22. Rồi, thiếu hiện thiên nhu cực nè mình. Thiếu hiện thiên nhu cực, thưởng dư điểm giữ cho. Chín năm hai đây 19 nè 22 nè. Rồi rồi ok rồi tưởng đâu dư dữ rồi chứ rồi xong hôm nay xong đây mình Khải dắt bạn về phòng gym mà đỡ người ta ngồi một mình sau người ta vậy á. Thức đều á. Thằng hồi cháy luôn quá. Nào nay em nhìn anh sơ sơ thế còn tầm này là ok rồi. Rồi. Mọi thứ chắc chắn là có này. Khiến phù này. Này thiếu điểm đúng không? Kinh phủ 35. Rồi, mà tôi ngủ anh. Anh và đặt móc bao nhiêu? Năm 10. Có những thêm cái là nó vượt móc luôn, ok. Rồi. Tốc độ chuyển 37 42, 41 này. Rồi. Tốc độ đánh đội công 21, 22. À, ok vậy. À, mắt cái phản đòn đấy. Thì vừa vừa đủ nè mày. Đó. 37. Tăng lên tí nữa. Cái gì đánh cho nó sướng nha. Phản đòn. Tốc. Nói. 26. Lên được 30 không? Phá được 30 là hợp lý. Ok, phá 31 luôn. Rồi, xong. Hợp lý nha nè. Đó, cái này là vừa hiệu ứng 21 là âm tầm 3 mấy là ok rồi, vẫn đánh ok rồi. Cái này âm tốc độ di chuyển 41, đỡ phá tốc người ta 40, chạy lại khá là chậm. Còn cái này phá 31 tốc, đó. Cái này là dương 36. Rồi, ok rồi, 53. Đúng rồi, cái này solo là hợp lý nè mày. Rồi, tốc đến cái sức mạnh, thằng sao cho nó hợp lý nè. Sức mạnh nè. Mười một k đi Nam ơi. Rồi máu nhiều. Rồi, máu thấp quá không ta. 10k5. 10k5 máu được 3k8. Ui máu có vẻ hơi thấp nha. Máu có vẻ hơi thấp anh em ơi. Tầm này máu có nhiêu đây vậy ta. Skin tí tiền ca cốt chỉ ít thôi. Máu ít dữ, máu tâm nhau. Máu con lồn nó khá là thấp anh em.
đâu nói 40k. Ui máu thì có thể đi những em mi rồi, nhưng mà vấn đề là sao cho nó hợp lý này. Lực tay 10k 5, nãy khẳng định lực tay 11k anh em, máu 3k 7. Ô kiểu gì sẽ mất một kháng rồi áo vậy là tới cái này mà áo game đang cái sao là tự nhiên mất một kháng ta, nãy 15 cộng 1 mà tí này mà tự nhiên mất một kháng ta áo vậy nhưng nó bị lỗi. Ok đó, mà có kháng nhỉ, 15 cộng 1 mới đúng chuẩn rồi đó. Giảm bớt này, lực tay 9k mà 10.5 lại nè. Mười k năm đi. Mặt nạ từ từ nè em ơi, mặt nạ đó là mặt nạ dư nên là từ từ. Ôi, nhiều quá. Mặt nạ đó là không thể nào sở hữu được nhiều nên là cái mặt nạ nó tính sâu, không thường tính đến làm gì. Lực tay tròn bên kia tay trái 9k thì phải 10k 5 là hợp lý nè mày, cho lên móc 9k để cho nó đẹp. 9k cho nó móc 9k nha nè, còn lại full man full chân khí đó gần đủ rồi. Rồi ok hợp lý chưa, đó này quá hợp lý luôn. Máu 4k chuẩn binh chưa, rồi máu 4k 5 mà làm gì tầm này 4k 5 giữ nam con long đao máu 4k là cao rồi đó. Rồi quá đẹp, này vô game mi nữa là hợp lý luôn. Em máu 4k 5 được tay không có đâu, đem vô à, cái mặt nạ vô tăng thêm chắc ngàn lực tay nữa nè. Ôi 11k 3 phải luôn. Tầm này là tăng số 4 là được rồi nè, tăng số 4 là được rồi, máu 4k được rồi. Khi nào mà không ổn thì Khải sẽ tăng lại sau. Ok nhiêu này được rồi, theo ý Khải là Khải nhiêu này là ok. Chọn 9k, 10k 5 và máu 4k. Đẹp rồi. Này là chuẩn rồi, này là chuẩn rồi. Ok. Chứ đỡ mà lực tay xuống 10k thì lực tay bên tay trái còn 8k rưỡi, hơi thấp. Không thích cho lắm. Này là tăng số 4 nè, số 4 là ok nè. Số 4 là ok rồi nè. Chứ còn mà giảm nữa thì máu tính ra 5 năm rồi đánh gì nữa. Nếu mà nem đòi máu 4k rưỡi, xuống ngựa máu 4k rưỡi thì nó gọi là 5 năm máu rồi, 5 năm máu sức mạnh đánh gì nữa. Hôm nay ok rồi đó. Ví dụ như như thế nào mình đánh tiếp, không ổn thì mình đánh sâu đó. Rồi, nói lại cho anh em xem lại set đồ này trước khi xuống đảo này. Như vừa rồi thì cái đao xương tinh ép ra đó, cái đao thì nói chung thì cũng vẫn đạt 126 rồi nè, không có gì khác cả. Chỉ tiếc là không đạt được 158 thôi. 158 thì nó sẽ lên cái mốc đó là, như chỗ này là thiếu 14 tóc 158 rồi nè, 14 tóc nữa thì anh em cùng xem sơ qua. 14 tóc nữa thì nó ở giai đoạn đó là, trời ơi, nó ít nhất phải là cái cây 36-3 thì nó mới đủ nè em ơi. 36-3 đó là thêm 12 từ tóc màu đánh nội ngoại công và một góc trong phái nữa thì nó mới được 14 tóc nữa nè. Thì như Khải hay nói á, thì ít nhất con long đao muốn đạt 158 thì cây xương tinh ít nhất phải là 36-3 thì nó mới đạt được đó, hoặc là 382 đó, hoặc là 382, hoặc là 41 đạo ta, ví dụ 382 đúng rồi, 382 đạo, hoặc là đúng rồi 41 vẫn đạt, 41 vẫn đạt, 41 cấp vẫn đạt nữa mày, bù qua lại vẫn đạt 158, còn cái đạo này min không đạt được 158. Rồi hãy xuống đạo đây nè mày, đó học lấy rồi, trên ngựa còn đây là ok. Kim 120 là không đỡ nó ngồi được nha nè. Mát rồi, hôm qua thì cánh mát luôn rồi được chứ đâu. Rồi, hợp lý. Tại cái đao chưa được đẹp cho lắm thôi. Chứ mà có cái đao đặt móc nữa thì khỏi nói luôn nè mà. Đúng rồi, Quang Phú Quý Bùi rồi. Quang Phú Bùi rồi. Rồi, xuống đảo. Còn cái mặt nạ này á, thì lâu lâu có dịp thì mới ăn được một cái thôi nè. Thì mới có mang thôi, chứ có nào mà có mang ngoài, đúng không? Đó. Rồi, quá đẹp luôn.
Ok chưa? Ít thôi mà đổi được cái đai xương tinh, cái đai lưng xương tinh. Ít thôi mà đổi được cái đai lưng xương tinh đó thì sẽ bù vào là lượng chón làm chậm và phần thủ lý đó, thì phần thủ của Khải sẽ lên 75 cộng 2, còn Khánh Hỏi sẽ vẫn móc 75 thôi đó. Ok ở đây mà lần lần nó cái đau mình không được đẹp buồn quá. Rồi xuống này mà mực nào nó 1 tháng đau, mực nào có 3 ngày thôi nè, mực nào này đánh đánh nghiêng sói là có 3 ngày thôi nè, 3 ngày thôi, vẫn chưa cho ra chức năng rẻ hơn đồng minh này. Nói chung hôm nay cho anh em xem lại đồ này đó. Xếp trong bang này hôm trước hãy mua 1 triệu 7. Trung tầm này rẻ, tầm này nó là rớt giá khoảng 1 triệu 2 thôi nè. Lỗ vài trăm nghìn đó. Rồi bao tay xương tinh mới ép ra 3 cấp 9x, 2 cấp nhất thanh và 1 cấp cùng phong. Rồi đôi giày thì mát pin, mát so với con lông đao, quên con lông với đôi giày bộ áo, đôi giày thì mát rồi nè mà. 45 chón, thắng lông 29, một cái hay. Và tóc 59, tí tí tiền tôi có 3 cấp đó, kèm với cái này búp lên nữa này đặt móc con lông đao di chuyển bình thường. Là thiếu Sơn Hà, thiếu Sơn Hà thêm 300 máu nữa, nói chung đỡ coi nghiên cứu mua Sơn Hà rồi tại tỷ lệ sâu nó cũng đỡ đâu. Cái đai này thì đang mang tạm thôi, đợi cái đai lưng xung tinh có hay cái ép được thì sẽ bỏ đai này ra làm phòng thủ lý, thời gian làm chậm thời gian chón, và cái đai này với lại kèm với cái dây thì đặt móc 80 chón nữa. Rồi 80 chậm từ áo và nón. Đôi giày quá đẹp anh em ạ. Còn cái đao thì quá minh. Nói chung là bao tay với đôi giày bù lại cái đao cũng được anh em ạ. Sau này có ra chức năng rẻ thì cái đao của mình sẽ rẻ lại, mình tìm cái đao đẹp hơn thôi đó. Giờ khẳng định anh em là tầm này Khải sẽ chơi con lông đao mãi mãi luôn rồi. Tại vì hôm trước cũng trải nghiệm đường môn này nọ cho anh em xem, chứ còn thiệt tình thì Khải vẫn thích con lông đao. Đánh giao tranh tống kim này nọ mỗi tối 21 giờ. Trận tống kim hot nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ, Võ Công Truyền Kỳ này. Trang chủ game là Võ Công Truyền Kỳ.net này. Thì thích nhất là trận tống kim 21 giờ hàng ngày nè. Rồi anh em nhớ xem video này cho Khải một like chia sẻ chơi anh em ơi. Một lần thay đổi này chắc là thay đổi cuối cùng con lông đao anh em ơi, chứ không đổi nữa rồi. Đó. Rồi anh em nhớ cho một like chia sẻ chơi nha. Giờ được rồi, giờ bắt đầu là Khải sẽ đúp xe bem bem cho anh em.